Hello tất cả các bạn, lại là mình, Mèo Ú Review đây. Có tiếng mèo kêu văng vẳng từ trong cống, tại sao lại có mèo bị kẹt ở trong đó? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Người phụ nữ này đã quay được một đoạn clip ngắn, rõ ràng bà nghe được có tiếng mèo kêu cứu bên trong. Đây là một mương xả nước mưa, và bà đã bắt đầu nghe thấy tiếng mèo kêu từ 10 ngày trước. Ekip sử dụng dây nội soi, bắt đầu kiểm tra bên trong. Phía cuối đường ống, họ phát hiện ra một chú mèo con. Vị trí của cô nằm sâu tận 5 mét dưới lòng đất, rất khó để cứu lên. Đã 10 ngày trôi qua, ngày nào người phụ nữ cũng dùng túi ni lông đựng thức ăn, rồi đưa vào phía trong đường ống. Mèo con xé túi và bắt đầu ăn thức ăn, hẳn nó đã rất mệt mỏi vì mắc kẹt suốt một thời gian dài. Tối đến, một con mèo lớn xuất hiện, bắt đầu cất tiếng gọi, ngay lập tức mèo con lên tiếng như trả lời. Mèo lớn cứ quẩn quanh ở đó, tiếng kêu thảm thiết của mèo con khiến nó không thể rời đi. Phải chăng, nó chính là mèo mẹ của chú mèo đang mắc kẹt phía trong? Người phụ nữ nói con mèo lớn ngày nào cũng xuất hiện. Bác sĩ được mời đến. Qua camera, ông đoán mèo con khoảng 2 tháng tuổi, qua ánh mắt, rõ ràng nó đang bị suy kiệt và mất nước. Nếu không được giải cứu ngay, rất có thể mèo con sẽ không qua khỏi. Họ bắt đầu kiểm tra, phát hiện ra phía cuối đường ống là một hố nước thải nhỏ. Có thể dụ mèo con đi đến đó. Ekip chuẩn bị thức ăn, mở âm thanh tiếng mèo mẹ lên để dụ mèo con. Nhưng chờ mãi, mèo con vẫn không xuất hiện. Khi đưa camera vào phía trong để kiểm tra, có rất nhiều đất đá, địa hình rất xấu. Và quan trọng, có một tảng đá lớn đã chắn camera, cũng chính vì lý do đó mà mèo con đã không thể đi ra ngoài. Lối ra duy nhất chỉ có thể theo đường ống thẳng đứng, thật sự là một thách thức lớn. Bác sĩ đưa ra phương án cuối cùng họ phải dùng đến, đó là sử dụng dây thừng để đưa mèo con ra ngoài. Họ sẽ cho thức ăn vào tấm lưới, khi mèo con cắn vào thức ăn, cũng sẽ bị mắc kẹt vào tấm lưới. Theo đó, họ có thể kéo mèo con ra. Mặc dù cách làm này có đôi chút rủi ro, nhưng họ không còn phương án nào tốt hơn cả. Ekip cho thức ăn vào túi lưới, cố định nó vào sợi dây thừng bằng băng dính, rồi từ từ đưa xuống cống. Xuống đến 5 mét, mèo con bắt đầu ngửi thức ăn, ngay sau đó là cắn vào bọc lưới và mắc kẹt vào đó. Người cứu hộ nhanh chóng kéo dây thừng lên, tuy nhanh tay, nhưng cũng phải thật nhẹ nhàng. Chỉ một chút nữa thôi, cố lên mèo con nhé. Sau hơn 10 ngày bị mắc kẹt, mèo con dũng cảm đã vượt qua được khó khăn một cách thần kỳ. Người phụ nữ vỡ òa cảm xúc, đã 10 ngày kể từ khi bà nghe thấy tiếng mèo con và cố gắng giúp nó. Nó thật sự rất gầy. Sau khi kiểm tra kỹ cơ thể mèo con, bác sĩ phát hiện ra trong bụng có khá nhiều đất đá, vì nó đã cố gắng hít xung quanh tìm lối ra, cũng như để tìm thức ăn. Nhưng mọi chuyện vẫn ổn, nó sẽ khỏe mạnh hơn khi được chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Trải qua hoàn cảnh khó khăn như thế rồi, hy vọng những ngày sắp tới của nó sẽ là những ngày hạnh phúc, cho đến hết đời nhé. Trước đó, người dân luôn nghe thấy tiếng kêu cứu hàng ngày, và họ phát hiện ra một chú mèo con nhỏ phía dưới cống. Tất cả đều muốn giúp đỡ, nhưng chú mèo con rất nhút nhát. Nó luôn biến mất mỗi khi có người đến. Vài ngày gần đây, người dân lại không nghe thấy tiếng kêu nữa. Trời lại vừa có một đợt mưa. Họ thật sự rất lo lắng, không biết mèo con có an toàn hay không. Ekip lắp đặt một camera vào phía trong. Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng, một hình bóng bé tí xíu đã xuất hiện. Một chú mèo con chỉ khoảng 50 ngày tuổi, đang vô tư đùa nghịch với con bọ trong cống. Có vẻ nó đã quen với cuộc sống nơi này nên đã không kêu khóc nữa. Thật sự là một đứa bé hiểu chuyện đến đau lòng. Người đàn ông này cho rằng có ai đó đã cố tình đặt mèo vào cống, vì nắp cống rất nặng, lúc nào cũng đóng kín thì làm sao mèo có thể rơi vào được cơ chứ. Nhưng một người khác lại cho rằng có thể mèo con bị trôi theo dòng nước, cơ thể nhỏ xíu của nó hoàn toàn có thể bị lọt xuống phía dưới. Dù không thể biết lý do thực sự là gì, nhưng chắc chắn phải giải cứu mèo con thôi. Ekip thử dùng đồ ăn để dụ mèo con ra phía ngoài. Rất nhanh sau đó mèo con từ từ tiến về đĩa thức ăn. Chỉ cần có tiếng động nhẹ tiến đến gần, mèo con dè chừng, ngay lập tức lùi lại, quay trở lại phía trong ống cống. Có hai hố ga kết nối với ống cống mèo con đang ở, nhưng sau trận mưa vừa rồi, cả hai hố đều ngập đầy nước. Ekip cho một con robot vào phía trong cống để kiểm tra, thật sự chỉ có không gian nối liền hai hố ga là khô ráo. Đúng lúc này trời chợt đổ mưa, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, cầu mong rằng mèo con sẽ mạnh mẽ thêm một ngày nữa thôi. Ngay khi cơn mưa vừa tạnh, kiểm tra thấy mèo con vẫn khỏe, nó còn mải chơi với chiếc cốc giấy bên cạnh. Ekip chuẩn bị một chiếc cầu thang, rắc thức ăn dẫn đường đi vào chiếc lồng phía trên. Mèo con rất phối hợp, nó lần theo dấu vết thức ăn, bước lên cầu thang, nhưng ngay sau đó, nó bị tiếng xe ồn ào xung quanh dọa sợ. Lần thứ hai nó lại tiếp tục cố gắng leo lên, nhưng vẫn không thể vượt qua nỗi sợ mà nhảy xuống. Sau hai lần giải cứu thất bại, ekip dùng tấm chắn che xung quanh lại, cố gắng sắp xếp mọi thứ đi ngang qua. Lần này mèo con lại trèo lên, nhưng tiếng hắt xì của một người đàn ông lại làm nó giật mình. Sau khi lưỡng lự, nó lại quyết định nhảy xuống. Thời gian trôi qua, khi không thể vượt qua cơn đói, cuối cùng, mèo con cũng hạ quyết tâm phải leo lên, tiến về phía thức ăn trong lồng. Tuy rằng hành trình giải cứu rất trắc trở, nhưng cuối cùng họ cũng đã thành công. Mèo con được đưa đến bệnh viện kiểm tra, và may mắn khi một lần nữa, bác sĩ khẳng định mèo con hoàn toàn khỏe mạnh. Nó đã thích nghi và sống rất tốt trong ống cống chật hẹp đó. Mong rằng những ngày tháng sau này sẽ luôn là những ngày hạnh phúc của mèo con nhé.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Mèo Ú trong video giải cứu ngày hôm nay.